Huấn luyện viên của đội tuyển Philippines nói, tôi không biết ông Park Hang-seo là ai. Huấn luyện viên Goran Eriksson cho biết rất bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, xuất sắc và đây là đối thủ rất mạnh của đội tuyển Philippines trong trận bán kết của kỳ AFF Cup năm nay. Khác hẳn với sự lạnh lùng, bí hiểm ở bên ngoài, vị huấn luyện viên Eriksson tỏ ra rất cởi mở ngay cả khi ngồi nói chuyện với các phóng viên Việt Nam trước trận bán kết lượt đi AFF Cup năm 2018 tại Barcelona. Chia sẻ về giải đấu năm nay, chiến lược gia người Thụy Điển cho biết đội tuyển Philippines đang từng bước hoàn thiện mình và chơi càng tốt hơn sau mỗi trận đấu. Với những khó khăn ở bước đầu đã vượt qua được và điều quan trọng là bây giờ thì đội tuyển Philippines đã có mặt ở trận bán kết của kỳ AFF Cup năm nay. Việc nhận mức lương lên đến 80.000 USD trên một tháng và làm việc chỉ trong nửa năm với hai nhiệm vụ chính là AFF Cup năm 2018 và vòng chung kết Asian Cup năm 2019. Huấn luyện viên Eriksson cho biết mình không gặp nhiều áp lực về chỉ tiêu thành tích và tin tưởng đội tuyển Philippines sẽ có kết quả tốt nhất trong hai giải đấu sắp tới. Đánh giá về đối thủ Việt Nam, vị huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển Anh ở World Cup năm 2002 thừa nhận đối thủ của mình có một đội hình đồng đều, chất lượng và đặc biệt là nơi hàng thủ. Tôi đã xem cả 4 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam có lực lượng rất tốt. Họ đã không để thủng lưới một bàn nào ở vòng bảng. Đó là điều mà không đội bóng nào khác ở AFF Cup năm nay làm được. Huấn luyện viên Eriksson nói, với một hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt, rất hiểu ý nhau như vậy, theo huấn luyện viên Eriksson thì đội tuyển Philippines chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Mặc dù vậy, với những gì đã tập luyện, đội chủ nhà của trận bán kết lượt đi của kỳ AFF Cup năm nay dường như đã biết cách hóa giải sức mạnh nơi hàng thủ của đội tuyển Việt Nam với sự chắc chắn của những Đặng Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh hay Quế Ngọc Hải. Ở những buổi tập vừa qua, huấn luyện viên Eriksson chủ yếu là cho các cầu thủ Philippines tập chơi bóng bổng với những đường chuyền dài, những quả phát bóng từ sân nhà lên hay ở hai bên cánh tạt vào. Vị huấn luyện viên người Thụy Điển cũng rất chú ý tới việc tập xếp đội hình với sự bao quát toàn sân nhằm đối phó với lối chơi áp sát của các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là ở hai biên. Chỉ với hơn 2 tuần dẫn dắt đội tuyển Philippines, nhưng huấn luyện viên Eriksson rõ ràng chưa thể thay đổi được lối chơi của đội bóng được mệnh danh là những chú chó hoang này. Nhưng ông tin rằng đội tuyển Philippines đang có những tín hiệu rất tích cực và sẵn sàng để gặp đội tuyển Việt Nam với kết quả là giành một chiến thắng. Tất nhiên là việc thắng đội tuyển Việt Nam là điều không hề dễ dàng, nhưng với lợi thế của đội tuyển Philippines là được chơi trên sân nhà với các cầu thủ có sự tự tin rất cao, huấn luyện viên Eriksson nhấn mạnh. Khi nói về ông Park Hang-seo, ông Eriksson cho biết đây là một vị huấn luyện viên đã tạo nên những thành công lớn với bóng đá Việt Nam trong năm 2018 và được người hâm mộ Việt Nam rất yêu quý. Còn về chuyện huấn luyện viên Park Hang-seo từng là cánh tay phải của huấn luyện viên Gus Hiddink từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup năm 2002 thì chiến lược gia người Thụy Điển cho biết là mình không nhớ vì giải đấu đó đã diễn ra cách đây 16 năm. Ông Eriksson cho biết thắng đội tuyển Việt Nam không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines, ông Eriksson dành sự tôn trọng cao nhất đối với đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở trận bán kết lượt đi AFF Cup năm 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 2 tháng 12. Ông cũng đánh giá rất cao nhiều cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và thậm chí còn nói rằng họ có thể chơi bóng được ở châu Âu. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines, ông Eriksson nói, chúng tôi sẽ gặp một đối thủ rất mạnh và trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng toàn đội sẽ quyết tâm và cố gắng để đạt được kết quả cao nhất. Đội tuyển Philippines có một số vấn đề về lực lượng khi vài cầu thủ đã trở về câu lạc bộ thi đấu. Mặc dù vậy, những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng vào sân trong trận đấu vào ngày mai. Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có một vòng bảng thi đấu rất tốt và không để thủng lưới bàn nào. Các bạn có khả năng tổ chức rất tốt ở hàng phòng ngự, tấn công cũng rất xuất sắc. Đội tuyển Việt Nam cũng chơi phòng ngự phản công rất bài bản. Chúng tôi biết sẽ có khó khăn nhưng việc giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Tất cả hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi có nhiều thời gian để xem điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Ở hai trận gặp đội tuyển Malaysia và Myanmar, họ chơi đều giống nhau. Đội tuyển Việt Nam biết cách làm sao để di chuyển, dứt điểm và phản công rất hay ở hai biên và trung lộ. Dù rất tôn trọng đối thủ, nhưng chúng tôi cũng là một đội bóng có chất lượng, có hàng hậu vệ chơi ổn định. Bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm đi khắp thế giới dẫn dắt nhiều đội tuyển khác nhau. Vị huấn luyện viên người Thụy Điển nói tiếp. Huấn luyện viên Eriksson cho biết ông đánh giá rất cao 5 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là Trọng Hoàng, Công Phượng, Anh Đức, Văn Đức và Quang Hải.
Đây là những cầu thủ mà đội tuyển Philippines cần phải đề phòng. Thậm chí chiến lược gia người Thụy Điển còn cho rằng những cầu thủ này có thể được chơi bóng ở châu Âu. Về phần mình, đội trưởng của đội tuyển Philippines cho biết như sau: "Tôi rất phấn khích trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam và cũng rất tự tin để chơi một trận đấu cống hiến với cổ động viên nhà ở trận đấu lượt đi. Chấn thương của tôi nay đã ổn, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai gặp đội tuyển Việt Nam." Và rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Eriksson không bắt tay nhau trước trận bán kết lượt đi. Với những thông báo từ ban tổ chức, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam là ông Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ không có cuộc gặp gỡ với ông Sven Göran Eriksson ở cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup năm 2018 ở Bacolod, Philippines. Và nếu điều này xảy ra thì đây là câu chuyện rất bất ngờ ở AFF Cup năm nay. Thông thường, ở mỗi cuộc họp báo trước các trận đấu, ban tổ chức sẽ sắp xếp để các huấn luyện viên trưởng cùng một cầu thủ của mỗi đội tuyển họp báo cùng một lúc. Đó cũng là dịp để các huấn luyện viên và cầu thủ đại diện cho đội bóng của mình có dịp giáp mặt bắt tay nhau trước một trận đấu. Tuy nhiên, theo cách sắp xếp của ban tổ chức nước chủ nhà Philippines, thì kịch bản về việc ông Park Hang-seo và ông Eriksson không bắt tay nhau có thể xảy ra. Theo đó thì ông Sven Göran Eriksson cùng một cầu thủ chủ nhà sẽ có buổi trả lời báo chí từ lúc 17 giờ ngày 1 tháng 12 ở phòng họp báo của sân vận động Banas. Và 2 tiếng sau đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam mới tham dự cuộc họp báo tương tự và cũng ở phòng họp báo của sân Banas. Như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo được dự kiến là sẽ không có mặt để bắt tay xẻ giao với người đồng nghiệp Sven Göran Eriksson trước thềm cuộc đại chiến ở trận bán kết lượt đi AFF Cup năm nay. Ở hai trận bán kết lượt đi sắp tới là cuộc đối đầu giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Sven Göran Eriksson đang rất được chờ đợi. Ông Park Hang-seo được biết đến với vai trò là trợ lý của huấn luyện viên Gus Hiddink trong chiến tích đưa đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết của kỳ World Cup 2002 trên sân nhà. Trong khi đó, chiến lược gia Eriksson lừng lẫy với công việc của mình như dẫn dắt đội tuyển Anh trong hai kỳ World Cup là 2002 vào đến tứ kết và 2006 cũng vào đến tứ kết, đưa Lazio vô địch Serie A và nắm đội tuyển Mexico hay dẫn dắt câu lạc bộ Man City.